3 thành phần chính, đó chính là carbs, protein và fat. Welcome back to my channel. Nội dung chính của tập ngày hôm nay sẽ là xoay quanh một câu hỏi mà dành cho tất cả các bạn, nam và nữ, người đã, đang và chuẩn bị tập gym. Một câu hỏi mà thường đặt ra đó chính là tại sao mà tôi đi tập hoài mà vẫn không to lên. Đây có thể là một trong những cái câu hỏi rất là hay thường được đặt ra và một cái vấn đề thật sự là nhức nhối dành cho những người mà đã tập gym lâu năm hoặc là chuẩn bị tập gym và mới tập gym, là làm sao mà mình có thể nhìn đẹp như là cái người model nhìn trong cái tạp chí đó. Rồi các bạn đi vào phòng gym và cứ hì hục workout, có người workout 2 lần một ngày, có người workout ngày nào cũng workout, có người workout mà không cần phải suy nghĩ gì, cứ nghĩ là đâm đầu vào cái phòng gym là sẽ đẹp như vậy. Nhưng mà các bạn ơi, sẽ không đẹp như vậy mà có thể các bạn sẽ không phát triển được cơ. Nhưng mà vô tình á, thì chúng ta lại đang giết chết cái khả năng phát triển cơ, cũng như là sẽ không bao giờ mà thấy được một cái kết quả nào thật là hiệu quả cho những gì công sức mà chúng mình đã bỏ ra. Nếu các bạn có làm những cái tham khảo hoặc là những cái research ở trên YouTube hoặc là trên cái internet á, thì có rất là nhiều người họ chia sẻ những bí quyết, nhưng mà thường họ chỉ muốn quảng cáo hoặc là họ chỉ muốn bán những cái sản phẩm cho bạn, rồi sau đó các bạn nghe đó rồi theo đó rồi mua những cái sản phẩm đó, rồi mình áp dụng mà cũng cảm thấy là không có lên cơ, rồi phí tiền mà lại phí cả thời gian nữa. Và họ cũng từng là một trong những cái người đó đã thử hết tất cả những mọi thứ và cũng không thể nào mà cảm thấy mình to hơn. Thì hôm nay họ có cái tip mà muốn chia sẻ với tất cả các bạn trong thời gian qua, họ đã làm như thế nào để có thể có thấy một cái hiệu quả sau những ngày tập gym của mình không phải là uổng phí. Đây là những bí quyết và cũng như là những cái bài học kinh nghiệm mà Hào đã học được trong những năm qua. Nếu bạn có những ý kiến nào hoặc là những câu hỏi thì đừng quên để lại những comment cho Hào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cái đầu tiên là các bạn phải xác định được cái mục tiêu tập gym của mình là gì. Khi mà bạn xác định được mục tiêu của mình thì mình đã tìm được cái cơ sở và nền tảng làm sao để mình có thể build được cái body của mình theo những gì mà mình mong muốn. Từ đó đó mình sẽ bắt đầu học hỏi, tìm hiểu và ăn uống như thế nào, tập luyện ra sao để có thể đạt được cái mục tiêu mình mong muốn trong cái thời gian mà mình đặt ra. Và kèm theo đó thì chúng ta phải nên làm những cái tham khảo trên mạng nè, học hỏi qua những bạn bè. Nếu bạn nào có những người bạn mà đang là gymmer thì đó là những cái nguồn mà có thể học hỏi được tốt nhất. Và nếu như các bạn thấy họ tập gym có hiệu quả, thì hồi đó đó khi mà họ mới bắt đầu đi tập gym đó các bạn, họ không có làm những cái research hay là những tham khảo những ý kiến của bạn bè. Bởi vì lúc đó là cũng không có quen biết nhiều người, có một đứa là đi tập chung, nhưng mà hai đứa thì cũng là cứ hì hục trong gym thôi, rồi không có ăn uống đầy đủ, không có theo những cái lịch tập để chia bài ra. Những năm gần đây trở lại á, thì mới xem rất là nhiều YouTube, rồi lên học rất là nhiều những cái bodybuilder, những cái gì mà họ viết ra ở trên mạng. Nhưng mà các bạn phải chắc chắn một điều là các bạn phải chọn lọc những thông tin, bởi vì có rất là nhiều thông tin mà phải tùy thuộc vào cái body type của mình mà chọn lọc những thông tin mà phù hợp, chứ không phải là cái thông tin nào ở trên mạng cũng là đều có thể apply và áp dụng vào trong cái con người của mình thì là không có đúng. Tại sao mà họ chỉ để một từ ăn? Bởi vì ăn uống là cái điều quan trọng nhất. Hầu như ăn uống chiếm khoảng 80% cái thành phần mà làm sao mà bạn có thể build cái body của mình, và tập luyện chỉ là 20% thôi các bạn ạ. Và mình phải ăn uống như thế nào để có thể ra được cái kết quả mà mình mong muốn. Có một bí quyết mà ai cũng phải làm mà hồi đó họ không có làm, mà cần dạo sau này họ mới bắt đầu làm, đó chính là count macro. Các bạn, macro có nghĩa là cái thành phần trong con người của mình để mà một cái gymmer, một cái bodybuilder mà có thể đạt được kết quả mà họ mong muốn, đó chính là carbs, fat and protein. Nếu như bạn người chỉ muốn tăng cân và bulking á, thì các bạn có thể ăn cái gì cũng được, đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều dạng bulking. Bulking là lean bulk hoặc là dirty bulk. Thì hiện tại á, Hào đang là lean bulk, nghĩa là Hào muốn get bigger nhưng mà họ không có muốn có nhiều fat. Còn dirty bulk á, là họ sẽ ăn tất cả mọi thứ, ăn tất cả mọi giờ nhưng mà sẽ get rất là bigger nhưng mà cũng sẽ rất là nhiều fat. Thì cái thời gian mà cut fat bạn nó sẽ bị mệt mỏi hơn, bởi vì bạn sẽ tập rất là nhiều cardio và cái thành phần cũng như là cái bữa ăn của bạn nó sẽ rất là strict, là rất là khó. Thì Hào sẽ để cái link ở dưới cho các bạn biết là những cái bodybuilder, những cái gymmer Hào đã tham khảo ý kiến của họ làm sao mà họ tính macro của mình. Sau khi mà count macro xong rồi, một cái thành phần mà cũng không kém quan trọng đó chính là cái cân này đây. Cái cân này Hào đã mua được mấy tháng trước. Các bạn sẽ cân carbs
cân protein. Còn cái fat á, thì các bạn có thể bỏ lên những cái đồ ăn của mình ở đó trên một cái app, rồi sau đó cái app nó sẽ nói cho các bạn biết là bao nhiêu fat các bạn có trong cái lượng đồ ăn của mình. Cái mà phổ biến nhất hiện tại bây giờ chính là MyFitnessPal, nhưng mà Hào đang dùng đó chính là Lose It. Hào sẽ để hai cái cho bạn xem nhé. Cái thứ ba này là một cái thành phần mà cũng không kém phần quan trọng, mà hình như là dạo mấy tháng nay Hào mới thực sự là khám phá ra được, đó chính là lịch tập. Cũng như hồi nãy Hào nói đó, các bạn có thể làm những cái research, có rất là nhiều người nói về cái làm lịch tập của họ, nhưng mà bạn phải chọn được cái phù hợp lịch tập của mình. Thì ngày xưa mà Hào tập á, là mỗi muscle là một ngày, ví dụ thứ hai Hào tập ngực, thứ ba là Hào tập back, thứ tư là Hào tập shoulder, rồi cứ chia thành phần muscle ra như vậy. Nhưng mà Hào không có biết á, là chia như vậy là chỉ cho dành những người mà bodybuilder, là họ là đã tập rất là nặng rồi và cái họ ăn uống nữa, thì Hào không có tập được như họ. Sau này thì Hào mới tham khảo lại và tìm hiểu thêm á, thì mới biết được là mình nên tập 2 muscle một ngày. Nhưng mà cái này các bạn không phải là nghe theo Hào rồi các bạn sẽ làm theo Hào nhé. Bởi vì mỗi con người của chúng ta sẽ có mỗi một cái body khác nhau và cái cơ trạng khác nhau, nên là các bạn phải lựa chọn được cái lịch tập phù hợp cho mình. Cái thứ tư là form dáng. Bởi vì các bạn mà tập không đúng cái form dáng á, thì nó sẽ không, cái cơ, cái phần mà bạn muốn tập nó sẽ không có được ảnh hưởng và không được train một cách hiệu quả nhất. Khi mà form dáng sai nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái phần tập luyện của bạn, bởi vì có thể là bạn sẽ tập lộn vô nhóm cơ, hoặc là bạn sẽ không tập vô nhóm cơ nào, cũng như là có thể bị chấn thương. Sau một cái buổi tập thì mình chỉ cảm thấy mệt mỏi và đau nhất chứ không có lên một cái cơ nào hết. Các bạn có thể thấy là đi vào những phòng gym thì thấy có nhiều người là hì hục đẩy, mà tại sao mà sau bao nhiêu thời gian đó mình gặp lại họ thì họ vẫn nhìn vẫn y chang như vậy. Cứ tưởng tượng nhé, cái cơ của mình như là một quả bong bóng vậy đó. Khi mình phải tập theo đúng điều độ và tập chậm lại, thì khi mà mình bơm bong bóng á, mình bơm một cái èo một cái á, thì bong bóng nó sẽ bể. Phải có thời gian để mà thở và đàn hồi. Khi bạn hì hục đẩy nhanh quá đó, cơ mình không có cảm nhận được cái mức tạm, chỉ cảm thấy là nó nặng thôi, và đó là cái có thể dẫn đến là chai cơ. Hà chắc chắn luôn các bạn là đi phòng gym á, các bạn sẽ thấy rất là nhiều người mà đi tập ngày nào lúc nào cũng tập rất là hì hục, đẩy rất là nặng, nhưng mà không có thấy họ phát triển cơ hoặc là thay đổi. Bởi vì họ làm những cái research á các bạn, nếu như một nhóm cơ thì mình thì tập 12 đến 15 set một tuần là đã đủ rồi. Nên là khi chia bài tập đó là chắc chắn các bạn phải chia bài tập làm sao để mà khi mà mình có bị tập quá cái nhóm cơ đó, để cho nó bị chai hoặc là không có phát triển được. Và cái mức tạ cũng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn mức tạ mà rất là thấp quá đó thì các bạn sẽ tập không có cảm giác gì hết. Mà nếu như các bạn để mức tạ nặng quá thì các bạn sẽ bị chai cơ. Khi mà đi tập họ sẽ chia cái bài tập làm 3 set và tập theo kiểu pyramid, là có nghĩa là mỗi một cái set họ sẽ thêm tạ vào. Thì cái set thứ nhất là sẽ tập được 12 đến 15 reps ở cái mức tạ đó, các bạn bỏ vào các bạn sẽ tập được cái rep thứ 15. Cái set thứ hai thì họ sẽ bỏ thêm tạ vào và họ cố gắng tập được lên tới cái rep thứ 10. Và cái set thứ ba sẽ là cái rep mà cố gắng cuối cùng và bỏ thêm cái tạ vào, nhưng mà nhớ là phải bỏ tạ vừa sức mình nhé, đừng có để quá rồi bị tạ đè nha các bạn. Thì cái rep cuối cùng họ sẽ cố gắng đẩy được cái rep thứ 10 với hết sức của mình, thì khi đó họ mới cảm giác như là cái cơ của mình nó hoạt động và nó mới có hiệu quả. Video này cũng là những cái bài mà để tham khảo dựa trên những cái kinh nghiệm mà họ đã học hỏi được trong những cái thời gian mà đã tập gym. Thì các bạn mà xem cái này các bạn nhớ là làm thêm tham khảo cũng như là do more research, bởi vì mỗi một con người, mỗi một cái body nó sẽ có cái khả năng cũng như là cái phản ứng với lại dinh dưỡng cũng như là lịch tập khác nhau. Nên mà các bạn xem xong cái này nhớ là phải làm thêm những cái research để mà làm sao mình có thể có một cái lịch tập cũng như là một cái sự dinh dưỡng hiệu quả cho cái cơ thể của mình, cho cái body goals của mình. Những cái bạn mà trẻ khoảng 20-ish, có nghĩa là khoảng từ 18 đến 20 mấy, 27 á, thì cái thời gian này á, cũng tùy nha. Có nhiều người cái metabolism, có nghĩa là cái khả năng trao đổi chất của các bạn còn rất là mạnh, nên những gì mà bạn ăn vào á, thường á, nó sẽ không có
chữ lại, và các bạn có thể phải là phải ăn rất là nhiều, ăn nhiều hơn nữa để mà có thể đạt được cái body goal mà các bạn mong muốn. Bởi vì ngày xưa khi mà Hào còn trẻ đó thì Hào ăn rất là nhiều, mà Hào đi làm cũng rất là nhiều nữa, nên á là cái body của mình nó không bao giờ mà get bigger được hết. Bởi vì sau này á, khi mà Hào reach được khoảng 30 tuổi như bây giờ á, thì là Hào cảm giác như là cái metabolism của mình nó chậm lại, nên á là khi đó là bây giờ là ăn cái gì cũng phải cân, phải đong đo đếm. Nếu như mà không cân đo đong đếm là sẽ mập ngay tức khắc thôi. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào để chúng ta có thể có những cái plan, những cái lịch tập cũng như là những chế độ ăn uống tốt hơn để build được cái body tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.